một khi là bỏ mà hú mà à xinh rồi đấy. Này chở cái về này đi cầm dao ra ơi. Ok nha mọi người ơi, anh em mình đang định về mà anh Thế mới đi ra đâu đó một cây số. Thế anh Thế điển bảo là có con bò đang đẻ, nên là anh em sẽ chạy lại để xem như thế nào. Đây đây đây, mình gục cầm nhanh 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 vào xem. Đâu? Mình chưa thấy bò đẻ bao giờ cả. Chưa. Hả? Chưa thấy bò đẻ bao giờ. Ui, hay ơi. Ui. Lên. Lên cái máy to kìa nhỉ? Đây. Đây bên mọi người đây. Đây. Đây nó đang rảnh đây. Máy to trong cái cặp ấy. Cặp cái sau xe. Ui, đây. Đấy. Thế là bò này đẻ được ở đây là 4 con rồi nhỉ? 3 con. À con thứ 3. Đấy mọi người này. À, hay ở cái bóng nó được à? Ừ. Không, nhưng mà ra ngay cái bóng ấy. Cái này cái bóng nhấu ấy. Cái nhấu của nó đây. Nhưng con khuẩn mô. Ô ra rồi. Ô ra rồi. Đi đỡ đẻ cho bò. Lần đầu tiên xem. Lôi sáng thôi. Lôi. Nước ổi à? Nước ổi đó đấy. Không ngay đỡ anh, không ngay đỡ à? Lôi xuống luôn à? Chân đâu cũng đúng. Ba đỡ đẻ thế đấy là đỡ đi chứ. Đỡ đi, lại đỡ bó đi. Lại đỡ đẻ đi. Tự giá rồi. Hè, nó cáo đỡ đẻ là rơi xuống luôn à? Rơi xuống. Giá có bóc nó cổ. Mà bò lái đấy. Đấy, lần đầu tiên thấy bò đẻ đấy. Từ nhỏ đến lớn đấy. Đấy, từ mình cũng lần đầu tiên đấy. Ui, rớt đấy. Anh Thế chắc đỡ đẻ bỏ như lắm này. Đi. Làm gì việc đề. Đau hè. Đau ấy. Mắt đỏ lớn rồi. Mắt đỏ luôn rồi. Đúng ạ, đau như đầu đẻ gì. Đau như đầu đẻ chứ đắng. Lôi xa bí đấy. Đứng tròn đi đó. Hay là nó ngại, nó có ngại không nhỉ? Không ngại, giờ đau lên ngại chứ này. Kiểu nhiều người quá sợ. Này nó nằm rồi. Nằm xuống à? Ô mà sao đẻ cũng nằm xuống lại đứng này. Lâu nghe bò đẻ lâu nghe. Chắc phải tập tiếng. Để phòng vần bò. Đấy. Bò cảm thấy như thế nào khi được làm mẹ? Đấy. Tôi cảm thấy rất chi là vui mừng, nhưng mà đau lắm. Cái này phải cho đừng im chứ. Đấy, phải cho đừng im chứ. Đừng đó. Để xem bò nó đẻ ra như thế nào nào. Bọc nước, chắc là bọc nước rồi sau làm rồi bê luôn à? Ăn từ bê luôn à? Hay rồi. Nhiều người đi có đề được không? Cùng ngài này. Cái giải đơn của ngài không phải đề chứ đừng đó. Cùng ngài không ngài. Để chị này chị giải đơn mà hành chứ không phải đề thôi. Hay là do mình nói nhiều là không thật á. Đó, ngài gì? Cái giải đơn của hành là Đây, bó đề đây. Đi. Bó đề. Bó răng. Con này bị hay là anh em mình đi ra ngoài cái này. Để đặt máy mà. Đi ra ngoài đi. Mình đi ra ngoài. Nó ngại. Không phải ngại mà săn sờ. Sờ đấy. Săn sờ mất tự nhiên này. Ô đó ra tiếp rồi. Đấy. Rồi đây là đặt máy quay đây nha mọi người. Đấy, để đặt máy quay đây đó. Đi ra ngoài. Vai phốt à. Vai phốt ra tu đủ. Đi ra ngoài. Đấy, tại sao lại bệnh viện lại sinh ra cái phòng khám và phòng cấp cứu phải gia đình phải đờ chờ phía ngoài. Đấy. Cả đi ra ngoài đây. Đi ra ngoài đây để bác sĩ lo. Bác sĩ làm việc. Ra ngoài. Đấy. Ở ngoài là phải hồi hộp lên. Đấy. Ôi nóng rồi. Gọi là phòng chờ. Ngồi phòng chờ bên ngoài đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải có biển phòng chờ đấy nhá. Bây giờ mà tự nhiên nhá, người đang đẻ trong mà gia đình về vào làm sao mà đẻ rằn được. Đây giờ người nhà của thai phụ là đống một lốc ngồi đây nhá. Có gì tí nữa bác sĩ báo tin. Không, Đạc Lê là chuyên gia thể là ngồi đầu kia này, phải lo lắng cái này, một khi là bỏ mà hú mà à sinh rồi đấy. Kiểu cái về này đi cầm đào gần ơi. Chỗ nào rồi chân đi đấy. Ôi đi chỗ hàng rồi. Bần máy mà. Ê tôi đua ăn coi. Nó đi chỗ hàng rồi. Tin nữa đấy. Đáng để đấy ạ. Không để bác sĩ đi ấy cho nha. Vô trực. Bác sĩ Linh đi đây. Vô trực cho nha. Lúc mô kêu là mình cũng phải. Đấy. Sống ngoài không? Đây, hiện tại bây giờ là bác sĩ Linh đang cái đấy lâu mới thế. Hả? Lâu nghe. Cái thán tự nhiên đi. Đâu chứ ngồi trực cần đè đi thì lâu không? À không anh chứ này trực tiếp á. Chứ ai thầy cả. Chứ này trực tiếp á. Ở đây hiểm đấy nhỉ, hiểm đấy. Hiểm khi mới được xem đón chứ bò bế. À bác sĩ Linh à? Bác sĩ Linh. Hiện tại là bác sĩ Linh đang tác nghiệp ở trong phòng đẻ nha các bạn. Anh em mình chỉ đợi ở bên ngoài thôi, người nhà chỉ đợi bên ngoài chờ tin vui. Cái này bác sĩ Linh không nhỉ? Chắc đấy. Chắc em ơi. Cái ngoài này đến chắc không? Lôi đi xuống đây. Cái ngoài nữa chắc không? Cái ngoài nữa chắc. À em ơi. Đây nằm đến trên đâu? Nằm đến ạ. Cái trên có sát ở trên đây. Cái sát trên đâu thôi? Sát ở trên đâu à? Nằm đến sao đi? Xuống đi. Đó. Lôi xuống. Cầm chặt. Lôi chặt. Ê, lôi ra bị cứt bò rồi. Đi. Để em cũng đá đây. Để em cũng đá nhỏ đây. Vâng. Góc đi. Ừ, góc đi được đấy. Rồi họ mô. Đấy. Đạp bên đấy. Hay hèn đẻ lâu hề. Hay nhỉ, nó đẻ lâu nhỉ. Nó rằn có ra đâu. Thôi cái này. Cái này là tọt xuống là tọt luôn rồi. Cô phải răn là rắn. Cứ để đó thôi, nó để thôi, máy đấy quay được 6 tiếng mà. Nhưng mà anh thể biết nút tắt chưa? Tắt rồi. Đó, nó cứ rảnh cái bọc hay hề. Mình tưởng là để như dê, để cái tọt kia ra con luôn. Dê nó đẻ mà. Tuy cái con nó đẻ nhiều. Con này chắc là mới đẻ. Con nó đẻ nhiều đấy thì khả con mới đẻ. Con to ta mua quả trang trại 6 cung nên con chuẩn bị đẻ này. Mù to căng. Con đang chuẩn bị đẻ. Con bọt trắng lái này nhưng chuẩn bị đẻ. Nhìn gáy được mày. Thôi, đu vai coi ra. Thôi, bây giờ là anh em mình sẽ về nhà trước. Đi ra sang bên bà nông trại của anh Hoàng làm video đó. Cứ để máy đang trực ở đấy thôi. Đấy, trực như kiểu bác sĩ trực đấy thì còn gì đâu. Còn là anh em mình nhìn ra ngoài thôi. các bạn. Thì hôm kia anh em mình Linh với mấy anh em đi về là bò là đẻ này. Đấy, giờ vào quay hôm trước quay được một đoàn nhưng mà bò nó đẻ chưa xong. Đấy. Đây là giờ lại tiếp tục con bò thứ ba này, con bò lai. Anh em mình không ngờ là bò nó đẻ. Ô thế ơi. Sao con bò nó run này. To ấy. Con lái. Ủa. Con lái. Ơi lành. Lành. Để tí nữa để đột một đông sưởi đấy. Đột lấy củi về. Dạ, tí nữa lấy củi về đột. Ồ, bọn to này. Dạ, con này to. To hơn mấy con kia rồi. To hơn cái con 10 đè này nè. Đấy, đây là con thứ 3 rồi nha các bạn. Con này bao cái luôn này. Dạ, bao cái ạ. Đỏ này. Toàn bao cái luôn các bạn. Để tất ra bao cái nó đẹp quá. Để tất bao cái luôn. 3 con bao cái rồi. Dạ, con đi người đang tay riêng một chỗ, con hai con đi. Để 30 đấy. Ấy. Con đi theo người nè. Có hề. Bố con đi theo người nè. Theo người à? Ừ. Chứ đi ăn là thấy người lại chạy lại. Con bò này để hôm thứ 7 nha các bạn. Nhưng mà anh em mình hôm chủ nhật thì không vào. Nên là không quay được. Hôm thứ 7 anh em mình có quay cái quá trình là con bò bắt đầu đẻ. Đấy. Quả lành nhỉ. Đột trồn mố. Dạ, đột chứ thì là đột ra đấy đấy. Ra đấy nó bấm ra toàn diện như này. Một bên tương thế. Tê pha. Bột kali nha, cái cây mà. Cái con bò này do con mà nó to cho nên là con mẹ nó to cho nên nó đẻ ra gái lớn, nó con bằng con đẻ gần 1 tháng kìa. Ồ. Thế bò lai là cũng chuẩn bị đẻ hết. Rồi tại là đẻ được một con bò cỏ với là 2 con bò lai là đẻ rồi. Còn có một con cũng gần đẻ đấy, con màu xám. Bò lai to, bò lai to đấy. Con bò lai to cũng gần đẻ đấy. Dạ thì ăn ổn định đi mình cho lại cái khoáng ấy. Đấy chứ đang tách riêng để ăn bú mẹ đảm bảo nè. Phải tách riêng là mới. Con ổn định hơn nên là cho qua đó. 2 con này thì ok rồi. Thế thì thế ạ. Sắp tới chắc mình phải làm hai cái chuông cuối này. Dạ. 2 cái chuông cuối này làm dày hơn, làm gỗ dày hơn để tách bò đẻ ra. Nên cái này bữa ăn tươi đã nhà em thì làm tím. Đấy con bò thêm chỉ cần một bên một đa thôi. Bỏ thêm đa vào đây. Để khỏi bò con nó đi ra thôi, chứ còn bò mẹ thì cái này là ok rồi. Khả năng là đến khi mình ôn với là mình sẽ làm dài hơn chứ không chia là 2 chiều mình kia. Để cái giải này đến khi một bầy bò con luôn. Bò con cũng được thế thì làm đâu. Dạ, làm 2 ôn đi luôn. Để đến khi bò con này ăn nhỏ lắm thì mình cho qua đây, không được kia lớn rồi thì mình hoa 2 chung làm giác. Cho nó rộng rãi thoải mái. Con này con bò lái này nhưng mà để cái con ra phần bé hơn con này. Con này to đấy. Quả bò trắng luôn đẹp đây. Như hoa vậy là kia đến chỗ kia đến chỗ cái xoáy à. Nhưng đùng ra thét. Đấy thì ra năm là được 2 con bò đẻ rồi các bạn. Nói chung mua đàn bò này là ok. Mua đàn bò này về là nói chung cũng có thành quả. Không cho vào bên này à? Cho vào bên kia tất đúng không? Đấy, cỏ là bò là lúc sáng là mở cho đi ăn xong thì anh em dọn thế cho anh em dọn chuồng với cho bứt cỏ về bỏ vào đây thì tí nữa bò về lại ăn tiếp được các bạn. Ba con sắp tới tầm 1-2 tháng nữa, mong để 2-3 con nữa là đẹp. Bỏ về, trời mưa là bỏ về. Bây giờ ok nha các bạn. Đây, hôm nay quay cho các bạn xem thành viên thứ 3 của đàn bò Quang Linh Farm. Đấy, bây giờ bò về ăn, anh em chuẩn bị cỏ để ăn theo người này. Đeo đấy. Lành anh thấy ạ. Thì em được dùng đấy.